speakers' life experiences and the experience, what are they, which qualities. Khi mà mấy bạn làm mấy bạn nghe mà những câu hỏi này nó hơi không có specific, thì khi nó không có chi tiết, nó không có rõ ràng, nó không có ABC, thì đáp án có thể vary, có thể khác biệt giữa các bạn, miễn sao mấy bạn nói cho cô nghe mà thấy hợp lý là được ha. Mấy bạn cho cô những dẫn chứng là người ta nói cái gì vậy? Solutions. Rồi sẵn thì cô sẽ cho mấy bạn cách để mà mấy bạn tra cái nghe ha. Thì cuốn sách của mình tên là Solutions. Đây là cuốn sách nè, Solutions. Mấy bạn học 1, 2, 3 gì ta? A1, A2, B1, B2 gì cũng là cuốn này. Cuốn này ha, còn đây là cấp độ của B11, B13. Rồi, third edition là phiên bản thứ 3 đúng không? Rồi mình có unit 1. Xong rồi mấy bạn thấy nó là gì đây? Cái này là B, cái này là 1.4 nè, 1.04. Thì mấy bạn cứ kiếm nó thôi rồi mấy bạn nghe. Rồi của mình đang là student books nha mấy bạn. Ồ, cái này là introduction unit. Unit 1, ở đâu ta? Unit 1. Rồi, 1.8. Oh no, where's... Oh wait, sorry. Cô lộn sắp rồi này. Cuốn của mình là Upper Intermediate. Không phải là Intermediate. Upper. Oh no, sorry, not this one as well. Là xuống nha, sorry mấy bạn. Mình thử có kiếm nó lên. No, kỳ trước cô vẫn cho nghe trên cái này. Solution Upper Intermediate Audio. Ủa, sao vậy? Sao nó mất rồi? Chắc là bản quyền. Upper Intermediate. Oh, here. Sao vậy ta? One, over here. Okay. Oh my god, so bad. Sorry everyone. Wow, cô không biết tại sao chắc YouTube đánh bạn nguyên nên bây giờ mấy bạn kiếm hơi khó. Rồi để cô gửi cho mấy bạn luôn đi. So tiring. Rồi mấy bạn nghe nha, speaker nha.
Ủa xíu mấy bạn có nghe không? Hello? Mấy bạn có thấy nó đang chạy đúng không? Nhưng mà mấy bạn có nghe không? Theo cô thấy là hình như nó không chạy đúng không? Mấy bạn không nghe đúng không? Không không nghe đúng cô, không Ủa nghe sao đúng. không ai nói gì vậy? Ok. Sao mọi lần cô vẫn xài YouTube ok mà ta? Nó là không có đây. Rồi thôi vậy mấy bạn gì vậy trời? Các bạn cho cô 5 giây đi. Cô sẽ up nó lên đây. So tiring. Mấy kỳ trước cô vẫn xài được nè. Cô không biết tại sao nó bị chắc là nó bị đánh bệnh viện nữa các bạn. Hay. Rồi thôi sẵn thì cô gửi hết luôn rồi nha, mấy bạn có gì mấy bạn nhớ tự nghe nha. Thì thí dụ ở đây là bài 1.4 đúng không, thì mấy bạn chỉ cần nghe cái file 1.4 là được. Trời ơi, chắc là nó takes forever nó mới tải lên. Oh my sao vậy trời? Oh my god. Forever. Rồi thôi, chị ngưng đi. Wait, sorry everyone. Chút nữa nó tải xong thì cô sẽ cho mấy bạn nghe lại nha. Bây giờ mình bỏ qua cái phần đó. Trong lúc chờ nó tải thì mấy bạn sẽ làm cái phần nói này cho cô đi. Okay, first. Which qualities would you would like to have but you don't have? Which qualities do you look for in a friend? Thì nãy giờ mình có đóng từ vựng, những cái từ vựng mà ngay từ đầu bài này ha. Ở đây, đống này. Xong rồi cái từ vựng ở cái bài này nè. Bây giờ mấy bạn sẽ cố gắng nói nha. Which qualities? Mình sẽ muốn trả lời câu hỏi nào thôi. Cô ơi, cái slide của cô chưa chưa chuyển qua cái màn hình đó cô. Cô chưa chuyển cái màn hình qua slide cô. Hey. I hate this. Oh, I hate online classes. I'm so sorry. Over here. Rồi. Thank you. Rồi mấy bạn nhìn nha. Exercise 10 cũng ở trong sách đó. Trong lúc chờ cô tải cái audio lên. Which qualities? Thì những cái phẩm chất gì? Nãy giờ mình có rất là nhiều phẩm chất ở trong cái đống từ vựng về những cái con vật trong horoscope, với những cái bài mà tính từ ghép như là quick-witted, bad manner, rồi open-minded, single-minded. Bây giờ mấy bạn sẽ hỏi với trả lời which qualities would you like to have but you don't have. Thì bạn có thể dùng I would like to be more spontaneous and less insecure. Đó là cái ví dụ câu 1 ha. Thì một người sẽ hỏi, một người sẽ trả lời. Hoặc là which qualities do you look for in a friend? Thì I like my friend to be gì đó. Xong bạn bỏ tính từ vô thôi. Chung quy là mấy bạn cố gắng dùng cho cô là hai tính từ nha, two adjectives. Cái nào là most irritating, là cái nào là gây bức chế, gây khó chịu nhất? Which qualities, cái tính chất nào là gây irritate nhất? Which are the most useful for succeeding at school? Cái nào gây thành công ở trường học nè? Cái nào vừa có thể là tích cực, vừa có thể là tiêu cực? Thì mình có thể nói những cái từ như là shrewd chẳng hạn. Đó là một người rất là shrewd, thì có thể be both positive and negative, since a person can easily decide, but that person can also be very intimidating towards other. Thì một người mà shrewd thì rất có thể là tốt trong việc lựa chọn đáp án đúng không, nhưng mà có thể là sẽ trở nên rất là intimidating, rất là khiến mọi người không có được thấy ok lắm. Người ta sẽ thấy bị intimidate, là bị áp lực hả, bị áp lực bởi cái gì đó. Rồi bây giờ chút nữa mấy bạn sẽ, chắc là trong vòng 3 phút đi, mấy bạn chuẩn bị tầm một câu là được rồi. Mấy bạn cố gắng bỏ cho cô hai tính từ vô ha, two adjectives. Đặt câu nha mấy bạn, cố gắng đặt thành câu nha. Rồi thí dụ bạn thích được hỏi câu nào thì bạn nói, rồi cô sẽ lựa cho bạn một người để hỏi bạn, xong rồi bạn trả lời. Rồi chắc là chuẩn bị đi, trong vòng 3 phút, trong lúc cô tải hết những cái kia lên. Oh my god, thật nặng quá.
Rồi 3 minutes. Bạn nào mà xong rồi thì cứ giơ tay thôi ha. Dành cho Windows 64 bit. Và ở đây là cái ngôn ngữ chúng ta cài là tiếng gì? Thì ở đây có cả tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Chúng ta chọn English. Và ở đây có hai loại là chúng ta tải về để cài đặt hay là chúng ta sẽ cài đặt online. Chúng ta nhấn vào Install. Chúng ta nhấn vào Accept. Sau khi tải về thì chúng ta ta có được các file Autodesk Installation Service, Autodesk Inventor Professional 2020. Okay, anyone got home? Anyone? Không ai hả? Oh, Minh Duy. Minh Duy là ai ta? Minh Duy cái tên này lạ quá, nãy cô có điểm danh không? Ồ có. Minh Duy biết ơn. Ồ bạn Minh Duy còn ở đây không? Không hả? Ồ. Bạn Minh Duy hello. Nếu mà bạn về sớm thì cũng được, nhưng mà cô vẫn nốt lại là bạn đi về sớm ha. Xong rồi thí dụ mà nếu lần sau mấy bạn nghĩ quá nhiều chẳng hạn thì cô sẽ cân nhắc nó vào cái điểm nghĩ quá nhiều của mấy bạn, nếu mấy bạn được đi thi hoặc không đi thi nha. Mà cha lém chạy qua cơ sở 3 học hôm sau. Ủa nếu mà bạn qua cơ sở 3 học hôm sau thì sao ngay từ đầu bạn không lên cơ sở 3 đi? Rồi không hợp lý nha. Rồi có ai không? Có ai muốn làm bài 10 không? Thì bạn chỉ cần trả lời thôi. Chọn hai tính từ. Nếu không có ai thì cô sẽ kêu nha. Minh Phát, Trần Minh Phát, yeah. Hello, rồi Minh Phát, hả? Which question do you want? I can admit question two. Yes. Number two. Rồi để cô lựa một bạn hỏi cho bạn. Four. Yeah, sorry. Well, let's see which one with the nice. Oh, avatar đẹp đẹp nè, Minh Hiếu. Hiếu thứ hai quá. Vũ Minh Hiếu. The last person on the list. Rồi bạn Minh Hiếu không có đây phải không? Cô đánh vắng nha. Dạ có cô ơi. Okay, great. Can you help me ask him the question number four? Minh Hiếu. Yeah. Yes, can you help me ask him the question? Rồi, Minh Hiếu không chú ý đúng không? Trừ điểm. Thank you. Một nha.
Rồi Hiếu đọc câu hỏi số 1, số 4 đi Hiếu ơi. And the most useful for... No, which qualities? Here are the questions. Which qualities are the most useful for succeeding at school? Which qualities are the most... No, which? Which qualities? Huh. Which qualities are the most useful? No, which? 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 Qualities. Which qualities? No, which qualities? Which qualities? No, which? Which? Good. Which qualities? Which quality are the most useful for studying at school? Okay, Faith, can you answer? Yes. I think that two qualities are needed to be succeeding in school, hardworking and well behaved. Good, hardworking and well behaved. Yes. Okay, rồi bây giờ Phát tiếp tục hỏi nha. Để cô lựa một người cho Phát trả để trả lời. Phát có thích ai không? No. No hả? Cô gọi đi cô ơi. No, bạn chọn nghe. Trời sao? Ê đi chứ không trừ điểm nha. Đồng minh Phát. Để xíu. Chọn bạn nữ đi Phát. Oh no, chọn bạn nữ đi. Còn lấy ai giỏi ta? Chọn bạn nữ đi, mất công mấy bạn nghĩ cô phân biệt giới tính. Em chọn đi. Mà. Cô thích đưa bạn nữ á. Hát lệ lên bạn, thấy không? Từ từ. Bạn thích bạn Huỳnh à Thu Ngân, đúng rồi bạn Thu Ngân. Thu Ngân, hello. Thu Ngân. Yeah. Thu Ngân, which question do you want? I think I will choose question number 2. Okay, Fat, ask. Which quality do you look for in a friendly a friend? Honestly, I like my friend to be more creative and outgoing. Good. Why? Yeah. Why thứ? Oh, why Ngân? Because I'm an introvert person, so I want to make friends with someone who can talk. Who can talk? Yeah, and someone can play with me. Some activities. Yeah, that's all I want to look for. Great, someone who can talk. Well, basically anyone can talk. Ý bạn là easy going á, ý là dễ chịu không? Chứ ai cũng có thể nói chuyện mà, right? Well, what you mean by saying that means is, well, someone whom I can easily talk to. Whom I can easily talk to. Chứ không phải là I can, someone who can talk. But thank you to Ngân. Nhưng mà thôi bạn bị kêu cho nên không có điểm. Rồi Thu Ngân lựa một bạn đi. Bạn Nam đi Thu Ngân. You need to say, I would like to choose question number 1.
I let's go. Chứ bạn chọn mà, bạn phải nói là I would like to choose question number one. I do you I like. What? Trí? Yeah. Nhanh lên nha, cô không kiên nhẫn đâu, lẹ lên không trừ điểm nha. I would like to choose question number one. I do use like to do number one. Okay, thank you, Thu Ngân. Can you please ask? Which quality would you like to have? I'd like to be most self-confident and sympathetic, not sympathetic, sympathetic. Sympathetic. Yes, good. Why? Why you are not confident? I am. What? You what? Oh my God, Jay, hurry. You are not confident? Đi nhanh lên. Jay, you are not confident? Jay, hello. Come, I cannot communication. You cannot communicate well. Okay. Thôi cũng có cố gắng. Thank you. Oh my God, it took forever. Mấy bạn cố gắng là đừng có nói tiếng Việt nha. Mấy bạn, thí dụ mà mấy bạn chọn câu 1 đi, thì mình không nói được nguyên câu là I would like to choose number 1 thì không sao hết. Mấy bạn chỉ cần nói là number 1 please. Đó. Hoặc là question number 1 please. Hoặc là nếu mà mấy bạn không rõ cô nói gì á, tại vì cô biết là mạng nhiều khi nó cũng hơi chập chờn, thì mấy bạn có thể nói là teacher can you repeat. Mấy bạn cố gắng English all the time, like as much as possible. Hey, right. Thôi chúng ta hãy tới next one đi. Hồi nãy là các bạn nghe đúng không, mà mình chưa có nghe được cho nên là chúng ta sẽ nghe. Hey, over here. Rồi mình sẽ nghe three speakers talk about life experience ha. 1.4. Cô đã gửi cho mấy bạn cái file rồi. Thì mấy bạn nhớ nha, mấy bạn nhớ nha. Rồi, bây giờ mấy bạn sẽ nghe xem người ta có nhắc tới những phẩm chất gì và người ta consider which one is more important than the other one. Lesson 1A. Exercises 8 and 9. Speaker 1. I've performed all over Britain in clubs as a... Can you hear that well? Mấy bạn nghe rõ không? Hello. Wow. Okay. Thank you. Stand-up comedian, and it can be hard work. I did a show in Liverpool last Saturday, and the audience let me know that they didn't think I was very funny. When a show goes badly like that, you need to be thick-skinned, because people can say some quite hurtful things. Fortunately, I'm quite single-minded, and I won't let one bad show stop me. I've also had very successful nights, and I know that as long as I continue to be hard working, I'll eventually do well. Speaker 2. I've always enjoyed travelling on my own because it gives me the opportunity to be a real traveller rather than a tourist. I've made lots of friends all around the world that I wouldn't have made if I always travelled with a group of people. Of course, you need to be quite self-confident to travel alone, and it helps to be open-minded. On one of my trips, I was invited to a meal with a family and cooked insects were on the menu. I didn't want to seem bad-mannered, so I ate them. You also need to be easygoing when you're traveling on your own and realize that things won't always go the way you plan them. Actually, it's the unexpected events that make trips more interesting anyway.
Speaker 3. My brother Sean has worked as a DJ for a long time, and he does weddings and other social events. He always tells me that being a DJ is a lot more than just playing records. A DJ needs to be quick-witted and able to deal with difficult situations, such as when guests are not well-behaved. 2 weeks ago, an argument started at a wedding between the bride and groom's fathers, so my brother played a disco classic, and in 2 minutes they were dancing together, and suddenly the atmosphere was much more light-hearted. Sean has had to deal with quite a few situations like that, but fortunately the majority of people just want a good time. Okay, listen again. Unit 1. Lesson 1A. Exercises 8 and 9. Speaker 1. I've performed all over Britain in clubs as a stand-up comedian, and it can be hard work. I did a show in Liverpool last Saturday, and the audience let me know that they didn't think I was very funny. When a show goes badly like that, you need to be thick-skinned, because people can say some quite hurtful things. Fortunately, I'm quite single-minded, and I won't let one bad show stop me. I've also had very successful nights, and I know that as long as I continue to be hard-working, I'll eventually do well. Okay, anybody can tell me what is the most important quality that he considers for his job? Oh. Hard-working. And? Thick skin. What line? And single-minded. No, but then why do you think he needs to have those qualities? What is his job? What is his job? He has experience working at a stand-up comedian. Stand-up comedian. Good, so he needs to be? Hardworking. Hardworking? But more importantly? Thick-skinned. No, not skinned, it's skinned. Thick-skinned. Skinned. And? Single-minded. And single-minded. Why? Why does he have to be single-minded? I listen. How do you know he's single-minded? Here. Single-minded, and I won't let one bad show stop me. He won't let what? Yung? Wenyu? Hello? Wenyu? Yes. He won't let one bad show. One bad show does what? One bad show what? Stop. Okay, one bad show stop him. Rồi, thì mình sẽ có the most important one, thick skin for a comedian. Tất nhiên là comedian nên sẽ phải thick skin ha. Thì tất nhiên sẽ đi với thick skin rồi. Ngoài ra thì mình sẽ có hardworking và what is it again nhỉ? Dạ, cô nói em nghe rõ. What is it again? Thick skin, hardworking and? Hardworking, thick skin and single-minded. Yes, thank you, Nhu. Can you please type that for me? When you type. Next one. Cô em bên em bị lát, cô em nghe rõ. Type it. Type the words. Type. Yeah. Thank you. Right, 2 points. Next one. Thì mấy bạn sẽ có comedian hay là cái job. Sau mình sẽ có là thick skin với lại hardworking. Okay, mình phát. You can do the next one. Thôi mình cho gửi điểm ha. Wait, before you start, we will listen to the second part. I've also had very successful. I know that as long as I continue to be hard working, I'll eventually do well.
Speaker 2. I've always enjoyed travelling on my own because it gives me the opportunity to be a real traveller rather than a tourist. I've made lots of friends all around the world that I wouldn't have made if I always travelled with a group of people. Of course, you need to be quite self-confident to travel alone, and it helps to be open-minded. On one of my trips, I was invited to a meal with a family and cooked insects were on the menu. I didn't want to seem bad-mannered, so I ate them. You also need to be easygoing when you're travelling on your own and realise that things won't always go the way you plan them. Actually, it's the unexpected events that make trips more interesting anyway. Okay, anybody? Hay là Phát? Phát không? Không ai thì cô cứ phát nha. Oh. Phát không hả? Okay, Kim ơi. Em đúng không cô? Em ngần đúng không cô? Yes. But first, can you tell me what is her job then? What does she do? She traveling around the world. Of course. Okay, great. She is a traveler. Mm. So the qualities that she consider important are? So she very confident, and she have a open-minded and easygoing. Yeah. Ủa, mình nhớ gõ vô cho cô. Thank you. Okay, very good, Kim Ngân. Good job. 2 points. Rồi, bạn Kim Ngân cũng gặp em. Nói chung là cô bắt mấy bạn gọi lên mấy bạn nhớ chính tả thôi chứ không gì hết. Chút nữa cô cho mấy bạn xem đáp án ha. Rồi, next one. Thì mình sẽ có là cái người này là traveler. Cô gọi chút chữ traveler. Cho nên là người ta cần có những phẩm chất như là open-minded, self-confident and other things. Rồi, tiếp theo, next one. Speaker 3. My brother Sean has worked as a DJ for a long time, and he does weddings and other social events. He always tells me that being a DJ is a lot more than just playing records. A DJ needs to be quick-witted and able to deal with difficult situations, such as when guests are not well-behaved. 2 weeks ago, an argument started at a wedding between the bride and groom's fathers. So my brother played a disco classic, and in 2 minutes they were dancing together. And suddenly, the atmosphere was much more light-hearted. Sean has had to deal with quite a few situations like that. But fortunately, the majority of people just want a good time. Okay, anybody wants to tell me the answers? Job DJ and... No English. What is la? I don't understand. Job is DJ. But whose job is that? Is it his job? Yes, DJ. No, that's not his. Wait, is it his job? Is it the speaker's job? Lại gì cô? Listen again. Such as when guests are not well behaved. Yeah. Being a DJ is the lot. He does weddings and other social events. Long time. And he does. Speaker 3. Right. Back, listen again. My brother Sean has worked as a DJ for a... Is it his job? DJ? No, is the job is the DJ, but what is his job? Oh, no, who has the job? I'm sorry, who has the job? Brother. Okay, thank you, that's all. Có hỏi mình thôi. Rồi, what do you have, what do you need to be a good DJ? No, quick with it. Quick with it. And well behaved. Well behaved. Yes. And? Anything else? Thật là rõ ràng. Cũng it's được rồi. Over. Thôi, cũng được rồi. Mình dừng nó đi Phát. Thank you. Cô sẽ điểm trừ cho bạn ha. Để sau cô dí Phát tiếp nha. Thank you very much. Rồi thì bạn Phát gọi vào giúp cô mấy cái gì đó. Cái gì quên rồi. Cái qualities mà bạn nghe được đi. Ủa cô, nãy cũng trả lời đúng không ạ?
Đúng rồi, nhưng mà cô kêu nên là mình không có tự nguyện, không có điểm. Rồi, em chưa kịp vô tay cô kêu với bộ. Ai cô chậm chi? Rồi, thank you. Ok, I'm sorry. It's okay. Rồi, này là mình học phần A thôi ha, tại vì bữa đầu nên mình cũng khá là lighthearted, but everything is so easy, so simple. Nhưng mà bữa sau thì mình sẽ có thể học nhanh hơn một xíu. Tuần sau á, lịch học có thể sẽ thay đổi giữa cái course online với lại cái offline. Nên là mấy bạn nhớ check lịch nha, có thể là mình sẽ có cái sự khác khác xíu á nha. Thôi mình học tới đây đi. Mấy bạn mở camera lên cho cô để cô chụp hình cái nữa rồi mấy bạn được nghỉ. Mấy bạn nhớ về làm bài nha, cô cũng hay dạy bài trong sách book lắm á. Okay, everyone, turn your cameras on so I can take a screenshot. Và có... Oh, hello, Lan, what's wrong? Cô ơi, cho em điểm danh lại với mới nãy em vô trễ 15 phút. Okay. Lan đúng không? 15 minutes. Nói chung là bây giờ mấy bạn bữa nay á là bữa đầu cho nên cô sẽ cho mấy bạn điểm danh trễ ha, mà sau các bữa khác là cô không cho mấy bạn điểm danh trễ nha. Dạ vâng. Vào thứ okay, it's okay. It's the first time. Everything has the first time. Bữa sau thứ ba là cô có việc nên là mấy bạn không được nghỉ, nhưng sẽ có một giáo viên khác. Mấy bạn bữa đó sẽ chỉ làm cái phần sửa listening á, nên là mấy bạn lo làm trước nha. Cô nói trước bài cho mấy bạn chuẩn bị rồi á, là bữa đó mấy bạn sẽ được sửa phần listening á. Và mấy bạn nhớ là cứ đụng cái nào thấy cái trắc nghiệm và có những cái chữ mà tôi đỏ, những cái chữ practice test đó, vòng vòng mấy chữ đó, mấy bạn cứ làm hết là được nha. Thì tất nhiên một ngày không sửa hết được, nhưng mà bạn cứ làm cái phần trắc nghiệm đó đi nha. Rồi, cô nhắc lại nha, thứ ba là mấy bạn sẽ sửa phần listening, nên là mấy bạn nhớ làm phần đó trước. Rồi, mở lên camera cho cô Lệ lên, trời ơi. Cái phần lưu chăm sóc đó. À đây, Như đúng không? Hỏi những câu hỏi vô tri vì chắc phải trừ điểm á. Phần listening nào đây? Phát? Minh Phát? Trần Minh Phát? Dạ. Minh Phát. Em đây. Dạ, listening cái file cô gửi hồi nãy phải không cô? File nào ta? Để em xíu. File tùm lum file, giờ phải lục lại ha. Thì file listening đi chút, lấy sai định file gì vô. Oh my god. Minh Phát, Quỳnh Như mở camera lên, hurry. Cô nhắc lại nha, mấy bạn mà hả, nãy không hỏi, nãy cô hỏi có thắc mắc gì không, xong hỏi ta. Phần listening chiếm 25%, mấy bạn về tự kiếm nha. Cái phần mà listening mà có những câu hỏi trắc nghiệm á, còn listening mà cái cô gửi là trong sách đâu có liên quan gì tới cái phần luyện tập listening đâu. Quỳnh Như đâu rồi, mở camera lên, nhanh lên. Cái đèn lại lên, mở camera lên, cô chụp coi. Cái gì đây, hủ tường? Em xin điểm danh lại. Cái gì ta? Nói gì không nhìn? I can hear nothing. Em xin điểm danh lại cô. Sao mày bạn trễ quá vậy? Hả? Nãy giờ người ta điểm danh lại quá trời, sao bây giờ không vô ta? Hủ tường, nãy giờ bạn có học không? Dạ có. Ráng học không? Quỳnh Như đâu rồi? Hỏi cho đã rồi, em không mở camera lên. Em điện trả lại với cô. Quỳnh Như đâu rồi ta? Ai vậy? Em mới nói gì đó? Em ạ. Bạn tên gì ta? Dạ tên Kiệt ạ. Việt hả? Kiệt ạ. Việt hả? Kiệt. Thôi, cô đó có Việt ở trong danh sách ta. Quỳnh Như sẽ bạn chưa mở camera lên. À Kiệt hả? Sorry. Bạn này, bạn kịp với bạn nào cô quên rồi. Late stream. Rồi, những cái bạn mà điểm danh sau nha, cô nhắc lại một lần cuối là nếu mấy bạn lần sau vậy nữa cô không điểm danh bù nha. Rồi, bữa đầu nữa là cô cho cái điểm danh bù thôi. Rồi, để cô chụp màn hình nha. Oh no.
Ok, cô tổng kết lại là mấy bạn nhớ cho cô là thứ nhất nhóm. Hết tuần sau là mấy bạn sẽ có nhóm rồi nha. Thứ hai là mấy bạn, thứ ba, thứ hai á, là vào cái buổi học tiếp theo là cô không có đứng lớp được. Và cô mà cô nhờ dạy á, sẽ cho mấy bạn làm sửa phần listening chiếm 25% trong đề thi. Cho nên mấy bạn nhớ làm đề trước. Rồi, ok, goodbye everyone. See you the following day. Goodbye.